Xin chào anh chị, em là Quyền Trang Thì hiện tại là em đang ở xã Long Khánh Của huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang Thì ở đây là gần chợ Long Khánh đó, Có một căn nhà vườn Đang bán Quyền Trang quay cho anh chị mình xem nha Thì bên trong này nè Là cái căn nhà vườn mà hôm nay Quyền Trang sẽ giới thiệu cho anh chị Thì ở ngoài á Mặt tiền của mình đó là đường xe máy nha Thì con đường này thì Quyền Trang thấy là khoảng 1m2 đến 1m5 thôi Nói chung là hai chiếc xe máy chạy được Và từ đây á, anh chị đi ra khoảng tầm chừng 70 mét hoặc là 80 mét thôi là mình sẽ tới đường ô tô ha anh chị Thì ngay chỗ cái mí ở đây là đường ô tô nè Là đường đan là xe ô tô chạy được ha Còn từ đó mà quẹo vô đây là đường xe máy nha à, tuy là nhà của mình đường xe máy nhưng mà em thấy là đường này là đường thông và dân cư ở đây thì rất là đông đúc luôn ha thì cái hướng bên này của mình là sẽ thông ra ngoài lộ nhựa luôn rồi thì đây là cái miếng giường mà ở bên trong quyền Trang giới thiệu cho anh chị nè thì cái phần mà từ ở cái mí lậu đa này nè anh chị đi vô bên trong này tới cái, cái 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 cổng rào này á là của chủ khác thì cái chủ này á là cũng là anh em trong gia đình của chủ đất luôn nói chung là mấy anh nói chung là nguyên cái này là của của một dòng họ luôn á anh chị nhưng mà phân hơi ngộ ngộ nói chung là em á là à, nguyên cái mặt tiền hết còn anh á thì nằm bên trong Nói chung mà em cũng không gành lắm Nhưng mà nói chung là cái phần ngoài này nè Là của chủ khác ha Thì của mình nó là chỉ có cái đường đi vô Từ cái miếng lầu đan đi vô Thì đây là đường xe máy thôi nha Thì đường xe máy này là khoảng 2 mét nè Rồi bây giờ mình sẽ em sẽ dẫn anh chị vô bên trong Thì tới đây là tới phạm vi đất của mình Cái miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị Là một vườn cây ăn trái à, Có diện tích là 3 tám 380 mét vuông Tới qua bên này luôn ha anh chị Thì từ bên này nè đi ngang qua bên này nè đó là 3.380m2 Có 300m thổ cư luôn Có một căn nhà cấp 4 luôn Và chủ nhà kêu giá là 600 triệu 1.000m2 Tính ra thì khoảng 2 tỷ 28 triệu á anh chị Thì mình cứ cho là khoảng 2 tỷ đi ha Đó Thì ngày xưa á anh chị Thì chủ nhà kêu là 700 triệu 1.000m2 lận Nhưng mà bây giờ là chủ cần bán gấp á Cho nên là chủ có giảm giá xuống ha đó thì một vườn cây ăn trái của mình nè Nói chung là vườn cây thì khá là đẹp luôn à Mà giá là 600 triệu 1 ngàn mét vuông Thì Quyền Trang thấy là giá cũng khá là hợp lý ha Đó thì đất của mình đường xe máy nha Này à Cái con đường mà Quyền Trang đang đi vô là bên trong đất của mình luôn á nha anh chị Đó thì đất á, là nguyên một cục ở bên trong á, là 3.383 m2 thì bề ngang á, là khoảng tầm 46 hậu thì khoảng tầm 52 à, chiều dài á, thì một bên nó là khoảng 63 một bên nó là khoảng 70 ha đây nè à, Nói chung là hai phần hai bên này là đất của mình hết luôn đó nha đó, à, nhưng mà chủ có là một cái con đường uống lượng vô bên trong đây đó, anh chị xem xung quanh đây á, thì trồng bưởi khá là nhiều ha đó rồi xung quanh là cây kiển đâu nè đó vườn bưởi đâu nè anh chị đó. chạy dài tới bên kia nói chung miếng đất này nè em nhìn cũng hơi bị khó ra bề ngang bề dài thì có gì có gì anh chị xuống mình gặp chủ á, cái mình chắc là mình nhờ chủ cắm cọc sẵn cho mình á thì mình nhìn mới dễ đó, anh chị nhìn đó, giường bưởi rồi rất là tươi tốt ha Rất là đẹp luôn Đây Nè đây là một cái căn nhà mấy ngói nè đó, Đúng chất nhà vườn luôn nha anh chị Nhà mấy ngói kiểu mà nhà Ba Giang ngày xưa đó Đó Đây Ở ngoài trước mình đó là một cái khoảng sân nè Đó anh chị xem Sân ha đó, Mấy cây kiển ở ngoài trước nè Có mít có bưởi nữa đó, nói chung mà vườn cây ăn trái khá là nhiều anh chị mình thích cây gì đó thì mình đặt cho thêm cũng được rồi bây giờ quyền trang dẫn anh chị vô bên trong căn nhà mình ha à, khi mà đi qua nhà này nè anh chị là em nhớ nội em dê luôn á kiểu mà ngày xưa thường miền tây á mình hay xây mấy cái căn nhà kiểu kiểu như thế này nè đó thì anh chị nhìn nè ở trên này là của mình là mấy ngói rồi gỗ thao lao rồi á ha đó mấy gỗ này là rất là bền luôn đây đó anh chị xem đó đây là cái khu vực ngoài trước ha rồi ở bên này là hai cái phòng ngủ nè đó bên này là một phòng ngủ nè anh chị đó rồi thêm bên này bên này là một cái phòng ngủ nữa ôi kiểu y chang luôn à, nói chung á thường nhà nội em nè ha nhà ngoại của em luôn nhà cô ba của em luôn là cũng là kiểu nhà như thế này nè đó anh chị xem cái mình đặt bộ ghế uh, 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 bộ uh, cái này gọi là cái gì em quên rồi đó rồi bên bên hông nè anh chị nói chung là quay nhà này nè anh chị nào có nhớ uh, quê nội quê ngoại của mình không ta à, kiểu rất là quen ha y chang luôn á anh chị rồi bên hông nữa nè trời ơi nhà uh, nhà mấy cô của em á cũng giống giống vậy nè cũng đặt cái giường ở đây luôn Ừ. ở ngoài sau thì uh, có cái cửa bên hông nữa nè <laughs> trời nhà nhà ngoại em cũng có một cái cửa bên hông giống như vậy luôn à cô ba em cũng giống vậy nói chung là một mẫu nhà đó anh chị đó cái uh, này là ở ngoài sau ha đó còn cái khu vực này thì giờ uh, sửa sang lại mới rồi nhà bếp rồi nè sao tối thui vậy con bắt đèn lên được không con bắt lên cho sáng sáng tí ơi đó à, rồi ở bên hông này uh, thì uh, bên hông ha đó một vườn cây ăn trái luôn để quỳnh trang đi ra ngoài giường cho anh chị mình xem nha đây nhà tắm nhà vệ sinh thì ở bên này ha anh chị đó rồi ở ngoài sau mình có một vườn cây ăn trái luôn nè rất là nhiều à giờ em không biết đi đường nào luôn á ta à. có có một cái ao nuôi cá ở ngoài sau nữa kìa chắc là đi đường này quá ha đi đường này thử coi à bên kia là cái gì vậy hả à, chuồng heo hả à bên kia là chuồng heo hay có nuôi gà rồi nè nha em đi cũng buổi chiều rồi nha anh chị à, đây một vườn bưởi ở ngoài sau nè trái rất là lớn luôn ha rất là đẹp luôn đây nè à, hết biết đường đi rồi đây đó chủ yếu là trồng bưởi nha trồng bưởi rồi à, chuối rồi nè có một cái ao nuôi cá nữa nè anh chị anh chị xem nè nó rồi thì quyền trang xin nhắc lại nha diện tích của mình nó là 3 000 mét vuông À, chủ nhà kêu giá hiện tại là 600 triệu 1 000 mét vuông Thì à, 3.383 mét vuông nha Có 300 mét thổ cư luôn Thì chủ mới kêu là giá là 600 triệu 1 ngàn mét vuông thì có gì mình đo đạt lại diện tích tính uh, diện tích bao nhiêu thì mình tiến tiền uh, bao nhiêu nhưng mà quyền trang phỏng phỏng á, thì khoảng tầm chừng uh, 2 tỷ nha đó nguyên miếng giường là khoảng ba công ba tám mươi đó thì có một căn nhà luôn có hữu cư luôn giá là khoảng uh, 2 tỷ này uh, ở trong trong đất mình có mã không ta không có ha để hỏi uh, hỏi lại cái anh ở ngoài kia tại vì uh, cây cói um, nhiều quá để em ra ngoài trước em hỏi cá thôi <laughs> Đó, bên hông nè anh chị à ở đây có con uh, con chim ha Đó. nè bưởi đồ ha anh ơi tới nha À, cái khúc ngoài trước này là của mình luôn nè ủa anh miếng giường của mình trong giường có mã không không có mã là sạch đẹp không có màu mã gì hết ha à, giường mình là sạch đẹp không có màu mã gì hết nha anh chị thì tổng diện tích là ba nghìn ba trăm tám mươi ba mét vuông có 300 mét thổ cư có một căn nhà cấp 4 luôn đó xung quanh giường trồng chủ yếu là trồng bưởi dừa một vài cây ăn trái như mít rồi đó à, thì chủ nhà kêu giá là 600 triệu một ngàn mét vuông Nguyễn Trang tính hết luôn thì khoảng khoảng là 2 tỷ nha đường xe máy đây. ở đây thì để em xem ở nhà mình hướng gì nha Đó. em sẽ tính theo cái diện tích cái cái hướng mặt tiền trước đi nhà mình là xây ở hướng Nam nha anh chị nhà xây hướng Nam hướng Đông Nam Hướng Nam, hướng Nam nha Có nghiêng về hướng Đông một tí xíu á Rồi, để Quỳ Trang mở định vị lên cho anh chị mình xem ha đó. Ở xung quanh thì cái này chắc là nuôi cá ha anh À, cá kiển ha đó. Xung quanh nhà mình nè Ôi, cá kiển quá trời luôn ha Cá kiển phải không? À, cá kiển Đây, dựa ngoài sau rồi nè đất trống còn khá là nhiều anh chị mình thích cây ăn trái gì đó thì mình đặt vô cũng được ha rồi để quyền trang mở định vị lên cho anh chị mình xem khu vực ở đây đó là gần chợ long khánh nha đó, để em em phóng phóng lên cái điện thoại này nó ngộ ngộ ha ừ, anh chị xem nè à, đây là cái vị trí mà quyền trang đang đứng nè anh chị đó anh chị xem nhà cửa quanh đây là đông đúc nha thì ở đây á, mà anh chị đi ra ngoài chợ Long Khánh á, thì mình đi khoảng tầm chừng 5 phút thôi Còn ở đây mà anh chị đi ra ngoài tới thị xã Cây Lậy luôn á Thì trung bình anh chị đi là khoảng tầm để em bấm cho chắc ăn nha này nó, nó nó nổi kỳ quá Phương ơi à, Đây thị xã Cây Lậy Mất tiêu rồi đây nè ở đây mà anh chị mình đi ra tới ngoài trung tâm thị xã cây lậy á thì trung bình mình đi á là khoảng tầm à, 4 cây rưỡi mình chạy xe là khoảng 10 phút là mình sẽ ra tới ngoài trung tâm của thị xã cây lậy nha. À, là anh chị đi khoảng 10 phút thôi là mình sẽ tới chợ uh, của uh, kia lẫy rồi siêu thị rồi trường học rồi bệnh viện Ủy ban nhà thờ chùa luôn còn nếu không thì anh chị đi chợ Long Khánh cho nó gần từ đây mà anh chị đi chợ Long Khánh thì khoảng tầm chừng 5 phút thôi còn từ đây mà anh chị mình về tới bến xe miền Tây thì trung bình mình đi là khoảng 82 cây số chạy xe là khoảng 2 tiếng nha đất mình thì sẽ có giấy tờ có sổ hồng đầy đủ hết anh chị nào quan tâm á, thì alo cho quyền trang hay em sẽ mời anh chị mình đi xem và mình sẽ vô mình gặp trực tiếp với chủ nhà luôn để mà mình thương lượng giá cả cho nó dễ nha rồi em chào anh chị cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em